Bà này còn cho mẹ em biết là mẹ bị một vong theo. Vong này là người phụ nữ dân tộc. Mẹ em lúc còn ở với ngoại hay đi cùng với các ông bên họ ngoại lên rừng đốt than, đi theo lo cơm nước nên trốn rừng rậm, nên vong này thấy hợp nó theo bám mãi. Mẹ em nhiều lúc cứ thấy nặng trĩu bà vai là do nó. Bà này là thầy bói, nhờ ngải nên việc bà làm giúp mẹ em cũng không được nhiều. Cho nên chỉ cúng xin giúp là thế mạng bằng ba con hình nhân, đặt bát hương lên bàn thờ thờ ngải và nhận mẹ em làm đệ tử để tránh bị vong làm phiền. Ngoài ra mẹ em còn không được mặc đồ đen, đồ họa tiết dân tộc, sơn móng tay chân hay trang điểm. Sau vài năm, năm đó em học lớp 9, thì nhà em xảy ra rất nhiều chuyện không hay. Chị hai của em liên tiếp bị những cơn đau đầu kỳ quái hành hạ. Cứ ở nhà thì không sao, ra đường là đau, vai thì như bị ai đến đó làm gì đó. Có hôm đi làm, đau quá phải xin về. Về nửa đường thì đau quá vứt cả xe ngồi xuống giữa đường không đi được nữa. Nhà em lên trở về, mẹ em thấy thế thì cùng với ba đi vào trong xã gặp một bà đồng để xem như thế nào. Bà này lên thì xưng là quận. Quận vừa thấy ba mẹ thì bảo là có một đứa con mất từ lúc chưa thành hình, có biết không? Mẹ em bảo không thì quận bảo quận sẽ cho gặp. Bà đồng này quay ra sân, chỗ đặt mấy cái am thờ, hồi lâu rồi quay lại nhìn ba mẹ em đổi giọng khác gọi, mẹ. Mẹ em giật thót tim hỏi ai đấy? Sao gọi vậy? Thì vong tự nhận là con của ba mẹ em. Con là con của mẹ, con mất từ lúc bé tí ti ấy. Mẹ không biết, nên bao năm nay con không có nhà ở, không được hưởng ngang, không được dòng họ công nhận, không có áo mặc, không có cơm ăn, không được đi học. Nhà mình ở... Con có ba đây nè. Rồi nó chỉ vào ba em. Có mẹ, có hai chị, và có em con nữa. Nghe đến đây thì thông tin chính xác quá rồi. Mẹ em nhớ lại vài năm về trước, lúc ngủ mơ có thấy một cậu bé trắng trẻo, không mặc quần áo chạy vào sân nhà, rồi gọi mẹ, xong chạy đi mất. Mẹ em hỏi, bao năm nay, thì sao con không về báo cho mẹ biết? Con có vào được một lần. Lần đó ông thần ngõ sơ ý con lẻn chạy vào. Vừa gọi mẹ thì ổng đuổi ra, chưa kịp nói gì cả. Đến đây, mẹ em không còn nghi ngờ gì nữa. Ba em hỏi, thế chị hai ở nhà đang làm sao mà đau kỳ lạ thế? Thì anh em bảo, con làm đấy, phải thế ba mẹ mới vào đây để gặp con được chứ. Bà mẹ em bảo có chuyện gì, cũng tìm cách chứ ai lại đem chị ra làm thế. Nhưng nghĩ lại nhà em yểm kỹ quá, anh em cũng không còn cách nào vào được. Anh em tiếp lời, thế em con đâu? Về hỏi nó đi, dạo này nó đi học, có được gì đâu. Nó làm bài thi, còn che hết, nên nó làm sai hết ấy. Lúc này em đang sắp thi tuyển sinh lớp 10 các thím ạ. Em ở nhà học rất kỹ, từ nhỏ đến lớn, học luôn đứng top trong lớp. Thế mà thi kỳ 2 lớp 9, em làm chẳng được cái khí gì cả. Đến mức cô nói, học tiết này thì thi không đậu trường công đâu. Sau khi về, ba mẹ em mới nhờ ông hát lên khai tên tuổi lập nồi hương sau chỗ thờ bà cô tổ để anh em được vào nhà đốt vàng mã, áo giấy, ngựa giấy, bạc, các kiểu để anh có thể đi học. Chị hai em thì không cần chữa cũng trở lại bình thường. Đêm trước khi em đi thi tuyển sinh lớp 10, em lúc đó là học sinh giỏi văn nên kỳ vọng môn văn lắm. Mẹ em ngủ thì nghe có tiếng gọi có một câu như này. Mẹ ơi, mai em con thi bài mà ba mẹ hay hát ấy. Mẹ em lúc ấy chiều hay hát karaoke. Hát toàn nhạc cách mạng có bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Bài này lúc vô nhà có hai ông bà đó nói chuyện. Anh ơi, sao xe mình toàn không kính anh nhờ? Xe không kính, không phải xe không có kính. Bom giật bom rung, kính vỡ mất rồi. Năm đó về văn tuyển sinh em ra bài, bài thơ tiểu đội xe không kính các bác ạ. Lại nói về anh em nhé. Sau khi đã đặt bát hương và xin bà cô tổ dẫn dắt, thì ba mẹ em quyết định vào quận cầu lên gặp lần nữa, xem như thế đã được chưa. Còn cần gì nữa không? Lần này thì nhà em đi đông lắm ạ. Có ba mẹ em, chị hai em, riêng bà chị thứ của em thì hình như là không có duyên với mấy chỗ như này. Bà nội em năm nào đám giỗ cũng cầu cả họ lên nói chuyện, nhưng không năm nào chị này được về tham gia. Toàn bận chuyện không cưỡng được
nếu năm nào về được thì lại không cầu được. Ở chỗ quận này, mỗi người lớn đi thì được gặp một người thân ở cõi bên kia. Nên lần này nhà em đi 3 người thì gặp được 3 người. Người đầu tiên là chị hai cầu anh em lên. Anh lên thì thái độ rất vui. Anh bảo, mẹ, con gặp được dòng họ mình rồi. Bà tổ cô ở cùng dắt con đi gặp. Gặp ông nội nữa. Con về ngoại gặp được ông bà ngoại nữa. Ông ngoại giờ còn nằm ở nơi đất khách ấy. Mẹ biết không? Ông ngoại em trước là một trung tá của quân đội ở Quảng Trị. Hình như bị lính khe xanh ấy. Đến giờ vẫn chưa tìm được chính xác địa điểm nên chưa mang ông về được. Mẹ em nghe thế thì lúc nói chuyện xong với anh thì cầu gặp ông. Nhưng mẹ em đã có chồng nên muốn gặp ông chỉ có cậu em mới cầu được. Anh bảo mọi thứ mẹ đốt cho đều nhận được hết. Hôm sau có đốt thì mang vào trong sân nhà mình mà đốt. Đem ra đường đốt các vòng lang thang không nhà, không ai thờ. Không ai thờ, nó thấy thế súng vô rảnh của anh. Là anh giật lại mệt quá, nó còn giật rách áo của anh nữa. Em xin nói luôn ở đây là có những ai chưa biết về chuyện đốt vàng mã. Đốt vàng mã là một dạng như mình gửi vật phẩm cho người thân của mình ở thế giới bên kia. Giống như nhà các thím có người đi Mỹ gửi hàng về ấy. Trước khi đốt phải thắp nhang, nói cho người mình sẽ gửi cho họ biết trước rồi mang đốt. Đồ lúc trước đốt mang hiện trạng như nào, rách hay méo gì thì khi xuống đó người ta nhận được y như thế. Cho nên trước khi đốt các thím tránh làm rách nhé. Có méo mó thì đem ra nắn lại cho tròn trịa trước khi đốt. Nhớ đốt tờ sớ trình trước. Tờ này mấy chỗ bán đổ mã có bán luôn. Khi đốt nhớ đốt trong địa phận nhà mình. Vì chỉ người thân mình mới vào nhà được, chứ đốt ở ngoài đường mấy vòng lang thang nó rành rật. Nếu là đám rỗ thì sau khi đốt xong đồ thần, bộ đồ có hai cái dù hay dùng cúng đất ạ, và mâm giấy binh, mâm giấy xanh đỏ tím vàng với tờ giấy đỏ có nhiều cái đầu ấy, thì mới đốt áo giấy cho người được đám rỗ nhé. Nhớ đốt riêng ra, đừng có chung vô. Các thím thấy khi cúng hay rắc gạo muối đổ ra đất không? Cái đấy là cho những ma đói và những người như anh em lúc chưa được cha mẹ nhận đấy ạ. Cúng ngoài sân có hai mâm, một mâm trên có đầu heo gà, bánh trái xôi chè thì cho thần. Mâm dưới có xôi chè, cơm canh cá, ngô khoai, cháo thánh lỏng là cho những người như vậy á. Cho nên lúc rắc gạo muối đừng có vung ra tràn lan, người ta nhặt cái đó như lương khô của chúng ta vậy. Vung ra người ta phải rang hốt lại, tội lắm các thím ạ. Nên rắc thành 5 nắm, 5 hướng thôi. Rắc xong, tay trái để lên như lại, tay phải cầm bát đựng muối đó úp xuống ba. Báo cho người ta biết là đã hết rồi, để người ta đi nhé. Em nói những điều ấy tất yếu thôi, giờ không nhớ phải nói thêm gì. Còn nghi lễ và giải thích về các cách cúng cơm bàn thờ linh thì em nói trong phần 3 nhé. Trước gần nhà em, có bà đó bên cạnh, vừa cúng xong bà đem chổi ra quét sân. Có vài cũ nổ, gạo nó văng qua sân nên bà quét xúc đổ luôn. Tối đang ngủ thì có mấy người xông vào nhà la mắng. Tao đang cắm đầu nhặt mà mày dám quét đổ đi à? Bà này thức dậy sợ quá, sáng mai ra chợ mua giấy áo, gạo, muối, trái cây về, cúng xin tha lỗi. Còn một bà khác thì một hôm nấu cơm xong, dọn ra không thấy đứa con nào về ăn, bà tức quát hét lên. Con mời mấy cô mấy cậu về ăn nhanh cho con dọn. Sang chiều hôm đó thì bà đột nhiên trở bệnh luôn. Đi bác sĩ bảo không bệnh tật gì. Ông chồng bà này đi coi thì ra lúc cầu lên có một người đàn ông nhập vào bảo: tụi tao đang ở ngoài đường đói lắm, nó mời tụi tao về ăn mà chẳng có gì để ăn cả nên tao hành nó thế đấy. Xong thì nhà bà này phải bỏ ra mấy triệu ra để lễ xin cho bà, mà vì tội không biết nên mới lỡ miệng như thế. Phần 2. Lại nói đến câu chuyện hôm đi vào quận nhé. Sau khi nói chuyện được một lát, anh em bảo đến giờ phải đi. Cái việc giờ giấc này em sẽ giải thích sau, không phải ai muốn về nói chuyện bao lâu cũng được đâu ạ. Anh em bảo, hôm trước mẹ đốt cho con ngựa chung trong bộ đồ đó, chỉ là con ngựa trắng thôi nhé. Mẹ về sắm cho con ngựa đỏ, để con dễ việc đi lại.
Các thím hay thấy trên chỗ cảnh thờ hay đặt hai con ngựa gồm một đỏ một trắng không ạ? À? Nếu thấy cảnh nào có hai con này thì biết người ta thờ vong nam sút sổ hoặc ông quận nào đó nhé. Tuy nhiên khi đốt vàng mã, áo giấy từ những bộ áo quận mua sẵn thì chỉ có mỗi con trắng thôi. Cho nên anh em mới bảo mẹ em đốt cho thêm con đỏ. Sau đó là đến lượt ba em. Ba em cầu ông nội lên. Ông mất tầm hơn một năm. Ông nội lên nhìn ba em rồi thều thào. Bảy hả con? Các bác đừng bảo không tin là người nhà mình thật. Với cả bảo các bà thầy này bịa chuyện. Vì thật ra riêng cái cách xưng hô cũng có thể biết có phải người nhà mình không rồi. Anh em khi lên gọi là ba mẹ. Nhưng cái bà đi cùng, bà cầu con, bà lên thì con bà gọi má. Ba chồng bà lên gọi chồng bà gọi tên chồng bà luôn. Còn riêng ông nội em lên thì gọi ba em là bảy. Bà em nói, cha gặp con chưa? Cha ở dưới nớ răng, có thiếu thốn chi không? Chứ cha ở với ai? Ông nội trả lời, cha gặp rồi. Nãy bây vô cha đi với hắn tới đây mà. Cha nhập phủ lâu rồi, ổn định rồi. Có cái cây sắt ni, hắn hành cha đau cái chân quá. Ông nội em lúc trước do gãy chân nên sức khỏe mới yếu dần ạ. Lúc gãy chân bệnh viện nó bắt vô trong chân cái cây sắt. Bắt cái cây sắt rồi bắt vít vì xương người già yếu quá rồi. Lúc khâm liệm chôn, mọi người bảo mổ lấy cây sắt ra không. Thì nhà nội em bảo để vậy luôn. Chứ người chết mà mổ xẻ họ nữa thì tội quá. Nhưng chính điều này lại gây hại. Vì ma vốn kỵ sắt nên làm như thế không ổn. Chứ biết răng được. Thôi cha ráng ít năm con hốt mã đem về nghĩa trang tộc mình thì con lấy ra cho cha. Ông nội cũng đồng ý vì đâu còn cách nào khác. Ông nói, trừ cha ở với thằng Tám. Ông chú ngủ với ba em lúc cháy nhà. Hắn Zini có vợ rồi, con cái la om sòm. Nhà thì đông đúc, quan lính ra vô ồn ào, không ở yên được. Ông nội em lên cũng chỉ nói chuyện thế thôi, chưa bảo không cần gì. Vì cái gì nhà chú cũng có rồi. Ông đi thì mẹ em cầu dì em. Dì em bảo ông ngoại em giờ đang nằm ngoài Quảng Trị ấy, đám dỗ lại về thôi. Còn chỗ ông nằm có nhiều người khác nữa, họ níu quá nên không về luôn được. Còn phần gì thì gì vô chùa rồi, mà bây giờ là nường, nhưng không có tài phép gì hết vì đã xuất gia, không vương vấn gì trần gian với thế giới bên ngoài cả. Trong lúc ngồi đợi đến lượt nhà mình thì em có hóng hớt được một số chuyện sau. Có ba đó đi cầu ba chồng bà lên. Ông này chết xong do lật thuyền, chưa tìm ra xác. Ông lên nói bé tí, phải xê lại sát như người nhà mới nghe rõ ông nói gì. Cô con dâu bảo, ba nói to lên, con chẳng nghe chi hết. Hồi trước con tìm xác ba mà hết cách rồi, thuê người tìm không thấy, mà hôm ni mới biết chỗ ni để cầu ba lên. Ba không nói to được, ba đau lắm. Xác ba hắn giạt ra biển, vô trúng chỗ họ đóng cọc đổ bê tông nên chìm xuống đáy luôn rồi. Họ đóng trúng cổ ba nên chứ ba không nói được. Cô này hỏi, thế giờ làm sao? Thì ông này bảo, về kêu người lập đàn giải chỗ khi trước lật thuyền cho ông siêu thoát khỏi kiếp này, chứ bây giờ có lặn xuống cũng không lấy xác ra được. Mà để nguyên thì đau quá. Rồi tiếp đến là một bà khác, có đứa con gái sút cổ. Bà này cầu siêu sau khi nhận mẹ con xong thì cô con gái này nói, má con răng về lập bát hương cho con đi. Chứ ở ni con chịu không nổi. Chứ con ở mô, lâu ni mà chịu không nổi. Hồi mẹ sút cổ con là lúc mẹ đang đi vệ sinh, nên giờ con còn ở trong hầm. Bởi thế các thím đừng nói chết là hết nhá. Chết không hết đâu, sống sao chết y vậy. Lúc chết như nào xuống đó ở nguyên một kiếp làm người âm trong trạng thái như vậy mà. Cách đây không lâu thì gần nhà em có thằng này vừa cưới vợ xong 3 tháng thì bị tai nạn giao thông các bác ạ. Thằng này sáng đi làm bảo vợ đưa cho 50.000 bỏ túi, thì cô vợ bảo không có tiền. Thằng này thấy vậy thì đi ra tiệm cầm đồ, cầm cái nhẫn cưới được 200.000. Nó đi làm một ca sáng này thì sáng sớm mai mới về.
5 giờ sáng hôm sau thì ba nó trên đường đi bỏ gà vịt về. Thấy có tai nạn người ta đắp chiếu rồi ông này mới chạy lại gần xem. Thấy cái xe tai nạn quen quen, nhận ra xe con mình thì ông này vứt cả xe lao vào ôm xác con mà khóc. Người ta mang về nhà làm đám ma. Rồi hôm đó gần đến 49 ngày sau đám ma, một đêm nọ, hai vợ chồng hàng xóm nhà có dậy sớm đi chở hàng thì thấy trước nhà này loáng thoáng có cái bóng trắng đi vòng vòng dòm ngó vào nhà. Hai vợ chồng hàng xóm cứ tưởng ăn trộm nên chị vợ này quyết định tiến sát lại cửa xem cho rõ, mặc kệ anh chồng can ngăn. Đến gần hơn thì phát hiện ra là thằng con nhà hàng xóm vừa chết không lâu đây mà. Chị này lắp bắp nói không lên lời, kéo anh chồng vô nhà im lặng đến sáng trắng mới dám ra mở cửa ở ngoài. Chị này kể chuyện mình thấy cho nhà này nghe. Thì nhà này đi xem bói thì được biết là thằng này mà nhà lại chưa đi tới chỗ nó chết cúng xin cho nó về nên giờ nó không vô nhà được. Sau khi biết chuyện thì nhà thằng này mới mời thầy đến chỗ nó bị tai nạn mà rước nó về xin cho nó vô nhà. Đúng ngày làm tuần 49 ngày cho nó thì có chuyện ly kỳ. Bà bán mì trước nhà em đem đồ cúng xuống đó thì bà tự nhiên thấy như bị ai đó níu lại không cho về. Bà cứ quanh quẩn miết, một chập thì thằng này nhập vào xác bà luôn. Bà này tự nhiên cứ ứ ứ rồi khóc ôm mẹ thằng này khóc quá trời mà không thể khai khẩu. Bà mẹ thấy vậy biết con mình vào được nhà rồi nên cũng khóc theo nhưng vẫn không làm gì được. Được đâu 10 phút, thế thì bà bán mì này giật liên hồi rồi xỉu luôn. Người ta phải đổ nước thoa dầu mới tỉnh lại. Nhà này quyết định nhờ bà này mai xuống nhà để mời thầy về khai khẩu cho con trai. Sáng hôm đó, quán mì bà này tự dưng đông khách lạ thường. Bình thường bán tới 10 giờ mới hết, hôm đó đông đến mức 10 giờ 30 đã hết sạch rồi. Sau khi đã nhập vào xác của người khác và được một thầy khai khẩu thì thằng này bảo: "Con vô nhà được rồi, mọi người đừng lo nữa. Hôm trước hôm con chết, con có cầm ở tiệm cầm đồ cái nhẫn cưới 200.000 rồi, ai xuống lấy về cho con với." Rồi thằng này còn dặn dò gia đình, bảo đi không nói gì thêm, nuối tiếc lắm, bảo vợ nó có chồng mới đi nữa. Em kể hết nốt những chuyện ma vặt vãnh, rồi chuyển sang phần 3 nhé. Hồi trước chỗ em có ông đó dân ngoài Bắc vô đây, làm công nhân rồi treo cổ tự tử, không rõ nguyên nhân các thím ạ. Em nhớ lại lúc đó dễ sợ lắm, ông này với một ông bạn ở hai cái phòng tập thể chung cách vách. Vách có đục một lỗ chó để hai ông chui qua lại cho tiện vì thân nhau. Tối hôm đó, lúc 10 giờ tối, hai ông này và một số ông bạn khác còn ngồi chơi với nhau. Đến 11 giờ thì về. Sáng hôm sau thì người ta phát hiện ông này treo cổ chết rồi. Pháp y bên công an khám nghiệm bảo chết lúc 8 giờ tối cơ. Mà mấy ông kia khăng khăng là 11 giờ mới về. Vậy từ lúc 8 giờ đến 11 giờ đó là cái quái gì ngồi chơi với mấy ông đó? Thì đến giờ vẫn không ai biết. Sau khi ông này chết thì ông bạn biết cái lỗ chó giữa hai phòng luôn. Đêm nằm ngủ hay nghe bên kia gọi: "Cho tao sang với." Rồi tiếng lục lọi đồ đạc, tiếng cào vách. Ông bạn này sợ quá, ở thêm được 3 hôm thì xin chuyển đi luôn. Sáng nào ra thì cũng thấy phòng ông đã chết này không khóa. Mặc dù ai nấy đều khẳng định đêm khóa cẩn thận rồi, giao chìa khóa cho ông quản phòng mang về rồi. Ổ khóa thì không có bất kỳ dấu hiệu đập phá hay cậy khóa nào. Riêng chuyện ông này đến giờ vẫn không có lời giải thích nên em vẫn sợ lắm, không dám nhắc đến. Nếu bác nào ở Đà Nẵng cũng như nhà em, chắc biết cái đường mà người ta mới làm cách đây vài năm gọi là đường khe ấy ạ. Đường này thì xác định là có ma nhé. Ma nhìn nhiều với hay hù dọa dụ dỗ người ta thôi rồi luôn. Trước đó anh gần nhà em chuyên đi chơi đêm, đêm nào cũng 2-3 giờ sáng mới chịu vác mặt về. Mẹ anh này thì có nói kiểu gì cũng không nghe. Anh này còn to tiếng, bảo ma mà thấy anh là nó chạy trước. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Hôm đó tầm 12 rưỡi đêm, anh này đi về khuya chạy qua khúc đường khe này thì thấy một cô gái vẫy vẫy. Anh này thì nghĩ giờ này chắc gái điếm chứ con gái mẹ gì cái giờ này đi vẫy xe, nên chạy luôn. Lên tầm 500 mét nữa thì đứa con nít nó vẫy kèm giọng nói thoang thoảng: "Chú ơi, cho cháu lên khúc với." Anh này càng thắc mắc hơn, con nít chi giờ ni còn ở đây nữa trời. Lên đến một đoạn thì anh thấy một ông già vẫy xe tiếp. Lần này anh nghe tiếng nói ông già này chính xác là tiếng thoang thoảng trong gió. Ông bị trễ xe,
cho ông lên khúc với con. Lúc này thắc mắc cao độ nên anh này đi chậm lại nhìn kỹ ông già thì thấy không có chân các thím ạ. Nhìn lên thì mặt ông già này là một mặt cô gái lúc gặp lúc đầu, lại thêm điệu cười ghê rợn kiểu như biết tao là ai rồi hả? Anh này lúc này thì chết chân luôn, rú ga hết cỡ không suy nghĩ được gì ngoài chuyện phóng nhanh về nhà. Người thì lạnh hết, quay hàm cứng ngắc, há hốc cho đến lúc về nhà luôn. Về đến nhà thì đập cửa nhà rầm rầm mà vẫn chưa cất giọng gọi được. Mẹ anh này chờ ở cửa thì thấy mặt con biến sắc, không còn giọt máu. Miệng cứ đờ, không ú ớ được tiếng nào nên mở cửa cho con vào. Đêm đó anh này cứ nằm trợn mắt nhìn chân chân lên trần nhà đến sáng mai mới hoàn hồn. Đoạn này thì ba em cũng từng gặp rồi. Lúc đó ba chở một chú nữa đi xe, đi tầm hơn 3 giờ sáng. Đang đi thì chú ngồi sau xe bảo: "Úi, gà đâu chạy cả đàn như thế?" Ba em tưởng ông này đói bụng nói linh tinh nên không trả lời. Được một đoạn chú này bảo: "Gà sao cứ theo mình thế nhỉ? Mới thấy dưới kia, giờ lên đây thấy nữa." Ba em nghĩ thằng Ni đói quá, nó nói làm nhảm miết, không biết cái gì nữa. Chú này vẫn cố nói: "Anh dừng xe em bắt con gà một cái. Gà ri nhiều không bắt răng được." Ba em quát: "Gà mô mà gà khan mi. Ta có thấy chi mô mà mi nói khan rứa." Chú này bảo: "Gà kia, gà cả đàn chục con. Đó đó, chui hết xuống ống cống rồi thấy không?" Ba em dừng xe quay lại theo hướng chú chỉ. Thì trong 3 giây ba thấy con gà chạy ngang qua rồi mất dạng luôn các thím ạ. Ba em dựng tóc gáy phóng xe đi thẳng không nói lời nào luôn. Ba em nói hồi xưa chỗ này có rơi và bốc cháy một máy bay di tản dân chạy loạn thời chiến tranh, chết cả vài trăm người, nên dặn em đi qua đó tuyệt đối cẩn thận ảo ảnh, và đêm thì né đường đó ra đừng có đi vào.